Xin chào mọi người, sáng nay thu thủ công ha, thu đóng kén trước, số lượng như thế này đóng kén trước mớ nha, này đóng đầu này đóng kén này, đóng kén mấy này trước, thì này tầm khoảng 5 ngày nữa mình thầu đóng kén xong mà, và còn số này thì để lại. Nào ấy đang khoảng 80% hết trơn đầu đóng gán này chưa đâu, này khoảng chừng 3 ngày nữa này. 3 ngày dưới này nhiều lắm này, này bạn không thấy vậy chứ lớp chưa lên đây thì dưới dưới còn nhau trắng nhiều lắm, chưa được đâu nha, này để lại sáng lấy ra này, lấy bớt kìa, cái không cần thiết. Lấy ra hết. Nó hơi bị ướt nè các bạn thấy không? Mình cho ăn hơi ướt, cho ăn trái cây á. Giờ mình bắt đầu đóng kén đó, ha, đóng kén đơn giản thôi. Mình ở đây mình có cát sẵn ở nhà ha. Hái hẳn nhà lấy cát khô ha, này cát khô. À thấy không? Này thì mình cũng đóng luôn. Đó. Đặt mình làm còn dư. Giờ mình hầu đóng kén đó. Mình thì mình đóng ăn cát các bạn. Các bạn đóng bằng trấu cũng được. Nhưng mình thấy cái này hiệu quả hơn, cái độ ẩm với cái gì hơi ấm đó các bạn. Đây. Khi mà đóng nhà bắt đầu vô để vô nước mát nha bạn, nếu hôm nào tối thì càng tốt nữa nha, con nó bắt đầu vô rồi, nhanh lắm mọi người. Cảm ơn bạn đã quan tâm ha, chúc bạn ngày mới vui vẻ.